Đó, mình cắm điện vào này. Thì điện áp nó đang là 22V nhá. Và các bạn để ý cái bóng đèn này nó sẽ hơi sáng lên này. Đấy. Có nghĩa là nó đã có tải rồi nhá. Đấy. Và dây máy so bốc khói luôn này. Đó. Bóng đèn nó đang sáng như thế này, chứng tỏ là nó ăn dòng cũng khá là lớn nhé. Đó. Và đây là mạch mình đã phay xong này. Mình mất 2 ngày để vẽ mạch và 2 tiếng để phay xong cái mạch này. Cái mạch này mình cho cái nhựa thông vào ấy, nhưng mà mình pha nó có ít quá nên là nó hơi bẩn bẩn này. Đấy. Bây giờ thì mình sẽ lắp phần nguồn 310V. Thì mình sẽ đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng con chở 3 mê này. Và chúng ta sẽ lắp vào vị trí này. Nó sẽ là ở hai đầu vào. Đó. Có một cái cầu chì ở đây, nhưng mà tí nữa mình sẽ lắp. Mình bây giờ đang tìm cái cầu chì nào như thế. Và cuộn lọc này chúng ta sẽ lấy ở trong những cái nguồn xung. Đó. Thì mình sẽ lấy tạm cái cuộn lọc nhỏ này. Đó. Và tiếp theo là tụ 104 này. Dập xung nhiễu. Thì mình sẽ lắp ở vị trí này. Đây. Tiếp theo là cầu diode này. Mình dùng cầu nhỏ nhỏ này. Đó. Và mình lắp vào đây. Tụ lọc 47mm 400V. Rồi, chúng ta lắp vào đây. Âm quay sang bên này. Đấy, tay mình còn chưa rửa luôn. Đó. Bây giờ thì mình sẽ lắp phần 310V vào và đo thử điện áp ra đã. Có điện áp 310V rồi thì chúng ta sẽ tính sau nhé. Ok. Ok các bạn, và mình đã hàn xong phần đường chỉnh điện áp 310V rồi. Và mình sẽ cấp nguồn vào mà ở cái điện lưới, và mình sẽ nối tiếp nó qua một bóng đèn sợi nốt này. Để khi mà mạch này nó có sự cố gì đấy, ví dụ như kiểu diode nhập hay là tụ chết, hoặc là bất kỳ sự cố nào, thì cái bóng đèn này nó sẽ gánh dòng cho cái mạch này và nó không bị nổ. Và mình có lắp cầu chì ở vị trí này nên là nó sẽ không bị sao nhé. Bây giờ thì mình sẽ cấp điện lưới vào và đo cái điện áp 310V ra xem nó có không. Đây, mình sẽ cắm điện lưới vào và đo cái điện áp ra cho các bạn xem nhé. Đây, mình để thang đo vôn này. Đó. Điện áp đang ở 330V nhé. Đó, vậy là chuẩn rồi. Ok, bây giờ thì mình sẽ tiếp theo về làm về phần công suất này. Mình phải xả cái điện áp ở cái tụ này đi, không nó giật nảy người. Đấy. Nó xả rất là nhiều điện. Đó. Bây giờ thì mình sẽ làm về phần mạch công suất nha. Và mình đã lắp ráp xong các linh kiện rồi này các bạn. Thì mình cũng căn chỉnh chán chê rồi. Nó cũng phải tầm 2-3 ngày rồi. Mình mới bắt đầu tiếp tục quay cái video cái mạch này. Mình căn chỉnh đến nỗi mà bung hết cả đường mạch lên này. Đó. Và mình sẽ có một cái thay đổi. Đó là mình sẽ thêm một con diode Zener ở đường dương 12V này. Đó. Đây. Nó sẽ ở đây nhá. Đó, nó sẽ đầu có con diode Zener 12V. Tí nữa thì mình sẽ vẽ lại sơ đồ. Bây giờ thì mình sẽ quấn biến áp nhé. Thì sau một hồi thì mình thấy cái biến áp này nó sẽ hợp với cái mạch này, nhìn nó khá đẹp.
đó, nhưng mà mình sẽ vẫn tiếp tục hướng dẫn các bạn để quấn cái biến áp này để cho nó chạy nhé. Mình sẽ thử chạy bằng cái biến áp này đó, nhưng mà chắc mình sẽ lắp cái biến áp này vào cho nó đẹp. Ok, về biến áp thì mình sẽ sử dụng biến áp trong sạc xe đạp điện này, thì nó sẽ có hình như này. Các bạn cứ dùng cái biến áp mà nó to to một chút mà lõi nó hở như thế này nhá. Đấy, cái lõi ở giữa này nó hở ra là được. Những cái mạch sử dụng một mốt phét như thế này người ta gọi là mạch nguồn flyback, thì chúng ta sẽ phải sử dụng biến áp hở nhá. Đó, nó chạy ở tần số cao thì lõi biến áp nó phải hở ra. Còn sử dụng 35 kHz, dùng 2 mốt phét thì cái lõi này nó lại phải khít lại. Và biến áp ở đây mình dùng cái biến áp là E32 này. Đó. Thì mình cũng không tính toán nhiều đâu, mình chỉ quan tâm chiều cuốn thôi. Đó, cái chấm này thì sẽ là chiều cuốn nhé. Ví dụ đây, mình có cái gông như thế này và mình sẽ đặt nó lên như thế này, thì chiều cuốn của cuộn sơ cấp thì ví dụ dấu chấm ở đây thì sẽ là điểm cho đầu tiên dây vào và sẽ quấn đúng theo một chiều. Ví dụ mình đặt dây ở đây là ở chân này, mình sẽ quấn theo chiều kim đồng hồ 45 vòng và mình sẽ cho nó ra ở đây đúng như trên bản vẽ này, và nó sẽ ở đây điểm này nhé. Và tiếp theo là quận thứ cấp hồi cái điện áp về thì mình sẽ có dấu chấm ở đây, thì các bạn sẽ đặt dây ở vị trí này. Đó, các bạn quấn theo chiều kim đồng hồ. Đó, và điểm mát thì nó lại ở đây. Đó. Và tiếp theo về quận thứ cấp thì chúng ta sẽ có dấu chấm ở đây. Dấu chấm ở đây mình vẽ sai này. Thì mình sẽ nhấn ở đây. Thì nhấn ở đây là GND này. Thì mình sẽ đặt dây ở đây và mình sẽ quấn theo chiều kim đồng hồ 18 vòng, vậy là được. Đây, mình sẽ sử dụng dây 0.5 ly luôn. Quấn 20 vòng. Đây, mình sẽ sử dụng dây 0.5 và quấn lại nhé. Đây, chúng ta sẽ đặt dây ở đây này. Đây là vị trí này. Đó. Và chúng ta sẽ quấn theo chiều kim đồng hồ 10 vòng. Một này. Ba, năm, sáu, Và mình đã cuốn được 18 vòng này, và mình sẽ dùng băng dính và mình sẽ bọc nó lại. Cái này qua điện thoại nên là nó hơi khó. Mình sẽ cắt ở đây nhé. Đó. Và mình sẽ bọc tiếp. Quấn biến áp mà vừa nhìn quấn thế này vừa nhìn điện thoại là hơi khó. Tiếp theo là về phần quận hồi điện áp về để nuôi IC này, thì mình sẽ quấn 10 vòng bằng cái dây 0.2 này.
Nó chỉ gần dây nhỏ thôi, không gần dây to lắm. Đó, thì điểm nhấm ở đây thì chúng ta sẽ dùng ở hàng nhân như này. Mình sẽ quấn theo chiều kim đồng hồ nhé. Một. Hai, ba, bốn, năm, Nó và mình đã quấn quận hồi nhiễm điện áp về nuôi C 10 vòng này. Đó. Bây giờ chúng ta lại bọc băng dính vào và tiếp tục quấn quận này. Thì mình sẽ để ở đầu dây bên này, mình sẽ quấn điểm này đầu tiên này. Mình sẽ quấn theo chiều kim đồng hồ. Và quận còn lại mình cũng sẽ đặt dây vào cái điểm giữa này và mình sẽ quấn 20 vòng tiếp. Vậy là xong nhé. Ok, và mình đã quấn xong biến áp này và mình đã lắp vào mạch. Sau khi lắp vào mạch thì mình mới phát hiện ra là nó không vừa chân các bạn ạ. Và bây giờ nó thành ra như thế này. Ôi giời ơi luôn. Đấy, thế nên là mình phải câu dây ra như thế này, nhìn nó rất là xấu. Nhưng mà nó hoạt động thì cũng không tốt nhá. Đấy. Vừa xấu lại vừa không tốt. Đấy là tay nghề mình quấn thôi. Đấy. Mà mình quyết định là mình sẽ lấy cái này sử dụng cho nó chắc. Cái này là do nhà máy quấn mà. Nếu mà các bạn quấn đẹp hơn thì nó sẽ chạy tốt hơn nhá. Còn mình quấn nó hơi lỏng một chút nên là nó sẽ hơi kêu một chút nhá. Và bây giờ thì mình sẽ đo cái điện áp ra cho các bạn xem. Mình sẽ nhạy tải thử một cái bóng đèn sợi đốt này. Đó, và mình sẽ đo cái điện áp ra cho các bạn xem nhé. Và bây giờ thì mình sẽ cắm điện vào nhé. Đó, mạch đã chạy rồi này. Đấy nhá. Đó, nhưng mà biến áp nó hơi rít. Các bạn có thể nghe thấy được không nhỉ? Đó, bây giờ thì mình sẽ đo cái điện áp ra của nó nhé. Điện áp ra của nó đang là 16, đây. Thì nó sẽ hơi khó nhìn một chút. 16,89 V này. Bây giờ thì mình sẽ xoay cái biến áp này để nhìn điện áp cao lên nhé. Mắc của nó là mình thấy là được 20 V này. Đó. Mắc của nó được 20 V và vặn cao hơn thì nó sẽ ngắt này. 21 V, 22 V nhé. Đây 22 V rưỡi này. Và mình sẽ chỉnh thấp nhất nó được 10 V thì nó sẽ ngắt. Đây. Chỉnh càng thấp xuống thì biến áp nó lại càng rít các bạn ạ. Đó, tại vì nó giảm cái nút đi sung xuống mà. Mình nghĩ là cái mạch này nó cũng bị nhiễu nữa ấy, nên là nó cũng sẽ bị rít theo. Đấy. Đến 10 V là nó sẽ bị cái hiện tượng này này. Đó. Nếu mà các bạn lắp mạch mà bị cái hiện tượng này, có nghĩa là điện áp nó thấp quá và hoặc là mất hồi tiếp nhé, thì các bạn phải kiểm tra lại cái đường hồi tiếp và mình vặn lên 11 V nó lại hoạt động bình thường này. Mình nghĩ là mình sẽ chuyển qua cái biến áp này để cho nó đỡ rít và nhìn nó khá là vừa với lại cái mạch này. Ok. Và mình đã lắp xong cái biến áp mà người ta quấn sẵn rồi này. Thì mình lắp vào thì nó không còn rít nữa. Mình áp sát tai lại và cũng không còn một cái tiếng rít nào. Tại vì người ta quấn chặt và đổ keo mà. Và mình nghĩ là thêm một phần tiếng rít nữa là mình sẽ bỏ cái con TL431 đi. Tại vì cái mạch này của mình nó sẽ mới đầu tiên nên là mình thiết kế nó hơi bị nhiễu.
Tại vì mình để nó ở rất gần cái đường điện 220V, cái con L431 này và cả con PC 817 này nữa. Nó gần với lại cái đường điện lưới 220V nữa. Lần sau thì mình sẽ thiết kế nó được đỡ bị nhiễu hơn. Còn lần này thì mình sẽ rút kinh nghiệm lại để thiết kế cho lần sau. Thì mình vẫn chưa hiểu tại sao cái con L431 vào lắp vào thì nó lại nhiễu rất là nhiều. Còn mình sẽ lắp hai con diode Zener 12V và 12V và 10V vào thì nó không bị nhiễu nữa. Mạch này mình có thể cho nó lên đến tận đỉnh là 28V. Đó. Thì mình sẽ đấu nối tiếp hai con diode Zener vào đây nhé. Đó, đầu đen nó sẽ quay về đây này và đầu đen này nó sẽ quay lên trên này. Và điểm chân giữa này, chân giữa của con TL431 sẽ nối về âm và chân anode thì nó sẽ nối về chân chân này của con PC817 nhé. Đây. Mình sẽ đấu đầu gạch của con diode Zener 12V này và đầu không gạch thì nó sẽ về âm nguồn. Bây giờ thì mình sẽ test cắm điện vào để đo điện áp ra cho các bạn xem khi mà dương có tải nhé. Khi mà dương mình sẽ cắm nó vẫn nối tiếp qua một bóng đèn sợi nốt này. Đấy. Để tránh bị chạm chập. Và điện áp khi mà chưa có tải nó sẽ là 22V nhé. Đó. Mình không có diode Zener hai con 12V nên là nó chỉ lượng 22V thôi. Nếu mà các bạn thích thì có thể lên tùy ý. Các bạn chỉnh con diode Zener vào quận thứ cấp để ra cái điện áp ở đây là được. Mình sẽ đo cái điện áp ở hai đầu con tụ lọc nguồn cho IC hoạt động này. Mình đang sử dụng cái con OB2273 này. Nó nhỏ tí như thế này. Và mình sẽ đo cái điện áp vào cho các bạn xem nhé. Đo cái điện áp ở IC khi mà mạch hoạt động này. Đó, mình đã cắm điện vào rồi. Bây giờ thì mình sẽ đo nhé. Điểm âm ở đây và dương ở nhân số 5 ở IC. Đấy, các bạn hơi khó nhìn này. Âm ở đây mà dương sẽ ở nhân số 5 của IC nhá. Nó sẽ được 15,33V. Vậy là điện áp bình thường khi mà hoạt động nhá. Đó. Nếu mà mới các bạn lắp vào mà nó có sự mấp mô thì nó sẽ là nó cứ bị nhảy loạn xạ lên ý. Là nó sẽ bị mất hồi tiếp hoặc là cái phần chỉnh lưu ra các bạn quấn sai thì các bạn đảo chiều dây lại là được nhé. Thì nó khi mà hoạt động bình thường thì nó sẽ ở điện áp tầm từ 11 đến 20V thì nó sẽ hoạt động bình thường. Đó. Vừa nãy mình thử nó lên được 28V cơ. Đấy. Bây giờ thì mình sẽ test có tải nhá. Mình sẽ test tải nhẹ trước. Mình sẽ sử dụng một cái bóng đèn sợi nốt này. Một cái bóng 12V. Thì mình sẽ cho nó vào đây nhá. À, mình nói thêm là mình sẽ nấu một con điện trở 1K vào đây nhưng mà mình không có. Nên là mình sẽ nấu 4 con song song với nhau. 4 con này, 2 con 1K, 2 con 1K là à đây là 500 ohm nhé. 1K 1K chia 2K chia 4 là còn 500 ohm. Nên đây sẽ là một con 500 ohm khoảng độ 1 phần 4, 1W là được nhé. Đó. Thì con này nó vẫn hơi nóng này. Thì đây sẽ là con điện trở tải giả khi mà mạch không có tải thì nó sẽ đóng vai trò là tải giả thì nó sẽ ổn áp được cái điện áp khi mà không có tải nhá. Còn nếu mà các bạn tháo cái con nhỏ này ra thì nó sẽ không ổn áp được nữa.
Những cái mệnh này nó phải làm như vậy mà. Đây mình sẽ cắm tài vào thử cho các bạn xem nhé. Và đo cái điện áp ra này. Điện áp khi mà chưa có tải là 22V nhá. Và khi có tải này thì nó vẫn là 22V. Đó, nó chỉ lệch 0,002 mô thôi. Đó. Và tiếp theo thì mình sẽ tải bằng cái dây may so của máy sấy tóc này thì dòng nó ăn sẽ cao hơn, nhưng mà cái đồng hồ này của mình làm cháy địa cháy cái cầu chì rồi nên là mình không đo được dòng, nhưng mà mình sẽ tính thử xem là nó sẽ ăn bao nhiêu a. Nó hồi tính thử xem là nó sẽ ăn được bao nhiêu a ở cái dây may so này. Mình sẽ đấu điện vào đây. Mình sẽ để đồng hồ kẹp ở mấy con điện nhỏ này. Đó, và mình cắm điện vào này. Thì điện áp nó đang là 22V nhá. Và các bạn để ý cái bóng đèn này nó sẽ hơi sáng lên này. Đấy, có nghĩa là nó đã có tải rồi nhá. Đấy, và dây may so bốc khói luôn này. Đó. Bóng đèn nó đang sáng như thế này, chứng tỏ là nó ăn dòng cũng khá là lớn nhé. Đó. Và mình tải ở đây thì nó sẽ có sự bảo vệ này. Là bóng đèn nó cứ nhấp tắt này. Là nó đang bảo vệ này. Khi mà nó quá dòng thì nó sẽ ngắt đi. Đó. Nếu mà không có cái con điện nhỏ bảo vệ quá dòng màu xanh xanh ở góc này thì nó sẽ chết một phen luôn nhá. Đấy. Đây. Mình có tải ở đoạn này thì nó vẫn còn hồi tiếp được nhá. Nếu mà các bạn làm MOSFET đấy, à mình có MOSFET không hề nóng luôn. MOSFET mình dùng MOSFET 4A 95V nhưng mà nó không hề nóng. Lần sau thì mình sẽ đo cái dòng của nó và mình sẽ thiết kế tối ưu lại cái mạch này. Ok. Ok, vậy là hôm nay mình đã chia sẻ cho các bạn một cái mạch nguồn sung nó sử dụng cái con IC OB2273 và công suất của nó sẽ tùy thuộc vào con MOSFET ở đây. Thì nếu mà các bạn muốn dòng cao thì các bạn tăng cái dòng MOSFET lên là được. Tối đa của nó chắc chỉ được 150W thôi. Đó, còn điện áp ra thì các bạn nhé. Ok, nếu mà các bạn thấy hay thì có thể cho mình xin một like, một đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.